Rồi, hết cô Đồng Tháp kính chào tất cả toàn thể các anh em nha. Hôm nay mình tiếp tục làm cám hết cô nha anh em. Giờ sáng giờ mình phơi nè anh em, giờ vô mình xay ha. Mình xay xong rồi mình đem đi phơi lại nha anh em. Quay cho anh em xem ha. Tim giờ vô mồ rồi anh em ơi. Đây, này mình đang phơi nè anh em. Phơi xong rồi vô mình đem mình xay rồi mình phơi lại cái nữa ha. Quá hiệp rồi, để chút mình xay xong mình quay tiếp cho anh em xem nha. Rồi nè anh em, cám của mình đã xay thành phẩm rồi ha anh em ha. Đem ra phơi nè anh em, màu đây anh em, nắng quá rồi khó thấy rồi anh em, nắng cá ha. Thành phẩm anh em ơi, nắng quá nó chá. Rồi ok, anh em nào muốn sử dụng cám mình thì cứ liên hệ ha. Số điện thoại thì mình ghi ở dưới bên dưới nha nè, ghi trong màn hình luôn ha.